Nay đậu nó đậu Hòa Lan với đậu que nó lên đầy hết rồi các bạn, mới có 4 ngày à. Đậu que này. Everybody, it's our lunch. We'll make lunch. Chú chào các bạn. Đây là bữa cơm trưa của tụi mình đây. Hôm nay mình ăn bò lagu. Cà phê các bạn mời cà phê. Vietnam? No. 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 Colombia? Yes. À, đây là nước lạnh của đồng mình. Today is Sunday. Today is Sunday. We fast for almost Thursday. May come soon. Almost May. Bánh mì. Mì bà xã làm đây nè. Nhưng mình
bà xã làm đặc ruột quá, bà xã làm cái ruột là đặc cứng nhắc này. Mình không thích ăn ruột các bạn, mình phải móc ruột ra, đét bơ vô. Đó. Bữa nay bà xã nấu nấu này, này là khoai lang. Đó, khoai lang này. Khoai lang. Lan. Rồi cà rốt. Cà rốt với thịt bò. Bò bò kho các bạn. Đó, bà xã nấu nấu đó. Đó. Đó, cho nên ăn với bánh mì. Mì bà xã này cũng làm luôn. Đó, cho nên đặt ruột cũng không thích ruột nhiều. Đây là nước tương. Nước tương với ớt. Đó, tương với ớt. Mình ăn gì đó các bạn, ăn trưa gì đó. À, hôm nay mình sẽ nói về nghĩa là nước nào là nước kỳ thị nhất thế giới. Đó, tập 2. Lúc trước mình đã nói rồi là tập 1 đó. À, bây giờ mình nói tiếp. À, nước nào là nước kỳ thị nhất thế giới. À, nó đúng ra đó, ở Việt Nam mình là nước nghĩa là kỳ thị nhất thế giới các bạn. Nghĩa là kỳ thị từ tất cả mọi thứ hết. Ví dụ như là những người thiểu số, những người vùng cao đó, cây cao nguyên á, không, những người thượng đó, trước 75 á thì mình kêu là người thượng, người cao nguyên đó. Thì sau này á bị cộng vô là nó đổi tên. Nó mới đúng ra Việt Nam mình lúc trước kêu là người mọi không à. Không, cái gì mà thấp hơn mình tí xíu á, nó kêu mọi. Không, nước tôi coi phim cowboy với mọi da đỏ chẳng hạn vậy á, coi phim cowboy với mọi da đỏ. Không, Việt Nam mình kêu mong là vậy á, cái gì mà thấp hơn mình tí xíu là kêu mọi. Không, rồi người Campuchia á, người Miến Điện hay là Campuchia hay Lào cũng là mọi luôn, thấy chưa? Nhưng mà thật ra cái tính cách ở Việt Nam mình nó chia rẽ, nó chia cấp, tùm lum á, không? Cái gì mà họ thấy thấp hơn mình đó là họ gán ghép vô cái tên. Không cần biết. Ví dụ những người mà người Campuchia họ sống ở, nên nhớ là cái người Việt Nam mình á cả 300 năm trước mình đi chiếm đất. Phải không? Chiếm đất mà mình càng tàn sát cả mà. Nó kêu là bây giờ nó kêu là massacre, nó kêu là what's in that? Genocide đấy. Yes, genocide. Đó, người Việt Nam mình á, nó tàn ác ra nổi ạ. It means you get rid of a whole generation of generation people. Of the country. Yes. Đó như là cái người ở như là Tuy Hòa, người Phú Yên này nọ đó. Đó là người Việt Nam mà genocide, mà cái tội genocide là tội tày trời á, không? Giống như bây giờ tội Trung Cộng á, nó genocide, nó thảm sát cả nguyên cả cái người Tân Cương đó, nó kêu là genocide. Đó, thì cái người Việt Nam mà nó cũng tàn ác, không? Cũng tàn ác, đi genocide nguyên cả cái bộ tộc của người luôn, thấy chưa? Đó cho nên á, tại sao giờ rồi cái người Việt Nam mình á là cái người kỳ thị nhất thế giới, đừng có nói là mà ai kỳ thị đó, không? Những người mà yếu kém hơn mình xíu là nó keo tên này nọ, những người như là người Hoa họ bỏ từ thời xưa rồi,
học qua qua cả Việt Nam ở cả 300 năm rồi nữa. Bao nhiêu sau này dịch cộng nó vô, cộng sản vô, cộng sản Việt Nam nó vô tiếp, đối xử người Hoa rất là tệ hại. Ví dụ cái trận chiến tranh biên giới ở ở ngoài Bắc á, biên giới Việt Trung á, Trung Cộng với Việt Cộng á quýnh nhau thì mất mới gì phải kỳ thị cái người Hoa ở trong Sài Gòn. Người Hoa người ta sống mà bình thản bình yên ở Sài Gòn nó trời lớn á, không là những người đó họ giúp cho cái nền Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam, không cũng những danh gia, những người có chức có quyền ở trong cả quốc hội ở miền Nam Việt Nam chứ đâu phải không đâu, không nhưng mà tại sao phải kỳ thị họ, đuổi họ hết, những người giàu ta để cho người giàu đó. Đó là những người giàu đó họ sẽ mang lại cái phồn thịnh cho Việt Nam đó, làm giàu đất nước chơi ngu, không Việt Cộng nó ngu, đuổi hết, đuổi những cái danh gia, những người đó là họ là có những cái công ty cơ sở làm ăn ở Việt Nam, mang đến cái sự phồn thịnh của miền Nam đó, không đuổi hết, một số chạy qua qua Mỹ, qua Canada, qua ta đi vượt biên hết, rồi nó còn cắp lấy vàng, lấy nhà của họ để họ đi bán chính thức, bán chính thức là trồng tiền cho nhà nước để mình đi bán chính thức, còn cái đi vượt biên mà mình tự lo tàu lấy mình đi á, hay là mình đưa tiền cho tụi công an biên phòng hay là tỉnh trưởng gì đó với Kiên Giang họ nó thành trọng á, em đi nó khác thì á đó, đó người Việt Nam á cả tụi Trung Cộng nó cũng vậy, nó cũng là nghĩa là kỳ thị số một luôn đó, cũng y chang vậy ha, kỳ thị phải không. Ở Việt Nam các bạn biết rồi, sống nếu ai mà sống hai chế độ ở Việt Nam đều biết, phải không? Đó cho nên nó kỳ thị, rồi cả kỳ thị cả vùng miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, Bắc kỳ rốn rồi Nam kỳ Trung kỳ, thấy không? Rồi Bắc kỳ hai nút, Bắc kỳ chín nút, đó Bắc kỳ hai nút là sao? Là 7 cộng 75 là 75 cộng lại trở thành là 12, trừ 10 đi còn 2 nó kêu là Bắc kỳ 2 nút. Còn Bắc kỳ 54 45 thì nó kêu Bắc kỳ 9 nút. Đó là như vậy đó. Những cái Bắc kỳ đó. Nào. Thì cái người Bắc kỳ 75 á 2 nút á nó phân biệt cả cái Bắc kỳ 9 nút. À, thấy chưa? Rồi cái người Nam, rồi nó còn chê người Trung khổ nghèo này nọ, rồi nghèo, giàu vậy đó, nó phân biệt rõ ràng luôn. Thấy chưa? Còn bên đây đó các bạn đi xuất quê chẳng hạn, đi co-op chẳng hạn, các bạn không có thể nào biết được cái người ăn mài hay cái người vô gia cư hay cái người giàu đứng bên mình được, tại nó không có đối xử, không có khác biệt gì hết, khác biệt cái người vô gia cư đây người ta có thể mặc vest mang nó dài da, hiểu không? Họ vẫn không. Thôi bây giờ trở lại cái mà ai là cái nước nào mà kỳ thị nhất thế giới? Chị ở các bạn nên nghĩ đi, cái nước Việt Nam không ai, nước Việt Nam mà nó kỳ thị, kỳ thị đủ nước, kỳ thị về tính ngưỡng nè, kỳ thị về con người nè, vùng miền nè, không, trên núi nè, dưới đồng bằng nè, người kinh nè, người thượng nè, là người thiểu số nè, rồi
mọi nè, đó thấy không? Tức những người á, ở người 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 không phải là người Kinh á, chia ra cả người Kinh, người Việt Nam thì người nào cũng là người Việt Nam, họ nói được tiếng Việt là được, là phải đối xử với họ đồng hết đó, không? Có những người người ở trên núi, trên cao nguyên á, không bao giờ được, hiếm đó, chỉ một hai người, ví dụ cả ngàn người thì có được khoảng phân nửa người. Tôi làm ở trong công ty này nọ không có. Còn bên đây nặng khác, những người người cái là Afrino people, và những người mà Việt Nam nó kêu là mọi đó, mọi da đỏ rồi nè, đây nó mở cả sòng bài luôn các bạn, làm chủ cả đồn điền luôn. Mới mà những cái người Việt Nam đi qua đây, đi đi lao nô nè, qua đây nè, à, gọi là cái mà xuất khẩu lao động qua đây nè, tụi mọi da đỏ này nó mướn cho tụi lao nô ở Việt Nam á, qua đây để đi làm cho kêu là mọi da đỏ, không? Ở Việt Nam thấy không? Có cái người thượng nào ở đó, ngó cái người thượng ở Việt Nam chân không có, mùa đông tuyết giá, chân không có dép dài, nhà cửa thì gió thổi vô lồng lộng, không? Như đỉnh gió hú vậy, nhà cửa lỗ chỗ mình đâm ra, nhà nước chính quyền nó giúp đỡ vô không có, không? Sống lây lắc gần biên giới đó, không? Nhà nước Việt Nam có cho vô họ trở về nguyên quán của họ không? Họ cũng là người Việt, nhưng họ đã qua bên mà Campuchia họ sống, không? Thì họ vẫn là người Việt, họ có thể quyền về rồi họ, quyền của họ, nó không còn. Thật ra cũng không cho luôn. Thì giờ thì đắt vậy. Nếu mình kỳ thị á, nếu mà mình bị kỳ thị á, rồi xã mình á, nghĩa là nguyên quán á, là cả dòng họ á, là ở bên Anh. Mà người Anh á, người ta mang tiếng là dân kỳ thị nhất thế giới, phải không? Không phải, Việt Nam mới là kỳ thị nhất thế giới. Nếu mình bà xã mình dòng họ, bà xã mình là người Anh, rồi ông cố nội của bà xã mình là sanh ra bên Mỹ, rồi ông nội của bà xã mình cũng là sanh bên Mỹ, rồi ba của bà xã mình là cũng sanh ở bên Canada này, không? Ở đây cả khoảng hơn 100 năm rồi, 150 năm ở đây, đó. Thì ở bên Mỹ cả gần đâu 200 năm, bên Canada cũng hơn đâu 150 năm, phải không? Qua đây ta lập quốc mà, phải không? Thì nếu mà sử dụng mình, nếu mà mình là cái người Việt bị kỳ thị thì bà xã không bao giờ mà nguyên cả cái dòng họ của bà xã mình chấp nhận mình cũng người Việt Nam đi tị nạn, mình nó kêu là stateless, nó vô tổ quốc, tại sao họ lại chấp nhận mình? Và mình phải làm sao đó để họ kỳ thị mình, và mình phải làm sao đó để họ chấp nhận mình. Ông thu mình hả? Thấy chưa? Còn đúng ra ở đây không có kỳ thị các bạn, chỉ một phần nhỏ thôi, một hai người bị đánh đập gì đó, những cái ôm lên cái kỳ thị không có đâu. Ở Việt Nam mới là kỳ thị. Cho nên á, tại sao đừng có suy bụng mình ra bụng người. Mà ở đây người ta kỳ thị là sao? Ta cũng không kỳ thị, mình ta ghét. Hate it, ghét á. Tại vì cái dịch này nè, dịch này từ của China mà ra, gọi là CCP virus, COVID-19, không? Thì đó, à, ở đây có những người ta bị mất việc, mất công việc, mất nhà, mất đủ vì cái bệnh này, dịch này nè.
cho họ ra đó, họ thấy họ bực mình, họ đi ra đường. Cũng có thể là tụi Trung Cộng nó trả tiền cho những người vô gia cư để đánh đập cái người người Tàu, người người Mỹ và gốc Tàu. Tại sao nó làm cho một cái tính đánh lên tiếng vang lên để nó nói về thế giới này không có tự do là đủ thứ, mà tại sao lại kỳ thị nọ? Có thể là tụi Trung Cộng nó trả tiền cho những người vô gia cư, một hai người vô gia cư đó, trả ví dụ như 50 đồng giờ chẳng hạn, ông ra quýnh cái bà đó một cái để tạo ra tiếng vang. Nhưng bây giờ thấy nó im ả rồi, nó đâu có gì đâu, chỉ có một hai người rồi nó ghét cái người nào đó, đó phải là đánh. Mà thấy các bạn cứ coi kỹ lại, thường là hành hung mấy cái người già già, nó ông lão bà lão, thấy không? Đó có thể là tụi Trung Cộng ấy, nó trả tiền cho những người đó để đánh họ. Những người đó, đó có thể là họ không phải là Trung Cộng, họ là một người chống tụi Trung Cộng, cho nên nó gài bẫy, nó đánh. Hay là những người đó là người ta chống cộng, nó hàng vậy, đúng không? Nó gài lên đánh. Còn ví dụ như thì không có thấy một vài con sâu mà mình gom hết nguyên cả nước được, bên Gaza đâu có, cũng có vài người, không thể nào nói đâu, kỳ thị được. Có cán cuốc phải được nhiều đủ thứ hết, không? Rồi có sơ mi cán cuốc, như phân nửa cán cuốc á, không? Mà bưng bô á, rồi nịnh nọt á, không? Nó từ kỳ thị mà ra nó nịnh nọt, nó là như vậy đó các bạn. Cho nên là tại sao vùng miền, rồi người giàu người nghèo, không lập lên những cái khu người là người giàu người nghèo, chứ ai không cả 90 tuổi vẫn còn bán những cái bó rào. Tại sao những người đó họ có dính líu đến chính phủ đó không có giúp đỡ, là sao họ có dính líu đến những cái của chính quyền ngoài miền Nam ngày xưa, không? Họ có những chỗ đưa đi kinh tế mới, bây giờ trở lên là trù phú ra tấn công là làm như bên gần ngay chỗ cây lại á, không? Bây giờ người ta lên, người ta làm trù phú ra, cái bắt đầu đó, tính cái chuyện tính được để làm đường mới ăn ở Việt Nam là chưa mua nè, đường mới phóng đường đó. Rồi như là đền bù người ta bao nhiêu, nó giải tỏa, không? Là như vậy thôi, mình cũng ăn hết rồi, bây giờ mình xin tạm ngưng video ở đây. Thì sao mình sẽ nói Phật truy phần 3, đây là phần 2 thôi. Thôi bye các bạn. Bye.